Cũng liên quan đến tình hình lao động việc làm thì theo báo cáo của Viện Khoa học Lao động và Xã hội năm 2010, thu nhập bình quân mỗi lao động một tháng tại Việt Nam là gần 2,7 triệu đồng một tháng, tăng 2,6 lần so với năm 2006. Trong giai đoạn 5 năm sau gia nhập WTO thì tốc độ tăng lương bình quân mỗi năm khá nhanh. Nếu trừ đi yếu tố giá thì mỗi năm tiền lương tăng 14%. Trong khi cũng cùng giai đoạn này, tốc độ tăng năng suất lao động khá chậm, chỉ ở mức 4% một năm, thậm chí thì chậm hơn so với giai đoạn trước gia nhập WTO. Nhiều câu hỏi được đặt ra là liệu những chỉ số về tốc độ tăng lương này nói lên điều gì và những thách thức trong vấn đề nhân lực và hiệu quả trong đầu tư tại Việt Nam. Phóng viên FVNC đã có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, là Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội về vấn đề này. Xin mời quý vị theo dõi. Thì theo cái đánh giá tình hình lao động việc làm sau 5 năm gia nhập WTO thì có thấy là cái tốc độ tăng lương của mình nó lại tăng nhanh hơn so với lại cái tốc độ tăng cao năng suất. Theo bà cái nguyên nhân vì sao vậy ạ? Cái việc mà cái năng suất lao động nó tăng cao hơn, thấp hơn thì nó cũng thể hiện một điều là những cái người được lợi hơn ở cái khi mình gia nhập WTO này, tức là những người có một cái việc làm ổn định, có cái làm việc trong khu vực chính thức. Nó cũng có một cái nguyên nhân thứ hai là cái hiệu quả về đầu tư nó chưa được tương xứng với cái nó chưa tạo ra cái tăng toàn bộ cái giá trị của mình. Nền kinh tế. Thưa bà thì rõ ràng là theo cái báo cáo thu nhập bình quân của người dân hiện là đang tăng. Tuy nhiên thì nó có một cái căn cứ nào rõ ràng để mình đánh giá là nó tăng là nhờ cái hiệu quả sau khi mình hội nhập quốc tế hay là do cái xu hướng chung là cái tình hình kinh tế tăng trưởng theo các năm vừa qua? Thực ra đấy là cũng mấy cái yếu tố thì chị cũng đã nói đến là mấy cái yếu tố đúng ấy. Thứ nhất là bản thân là kinh tế nó tăng trưởng. Với cái tăng trưởng kinh tế như thế thì nó cũng sẽ là chuyển một phần vào tăng trưởng thu nhập của dân cư. Thứ hai nữa là cái tăng trưởng kinh tế nó kéo theo cái chuyển dịch cơ cấu lao động từ cái khu vực là nông nghiệp sang cái khu vực là công nghiệp và dịch vụ. Như chúng ta vừa nói đến, một phần lao động được hưởng lợi rất nhiều, họ chuyển sang cái khu vực dịch vụ có năng suất cao. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cái thu nhập của cái khu vực này như chúng ta nói rất cao, và khi mà chia bình quân ra ấy, thì là nó cao hơn. Một cái yếu tố tôi muốn nói đến là yếu tố về tăng giá. Giá cả nó cũng làm cho cái thu nhập danh nghĩa nó tăng lên. Nhưng mà tôi xin nói là cái thu nhập thực tế thì nó tăng không nhanh bằng cái thu nhập danh nghĩa. Nhưng mà và cái bình quân nó tăng lên cũng một phần do cái bất bình đẳng nó cũng tăng lên. Cho nên là một cái bộ phận mà mặc dù là chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng có một cái mức thu nhập rất cao, nó làm cho cái thu nhập bình quân cao lên và như vậy cũng chưa phải là một chỉ số rất là lành mạnh của nền kinh tế. Rõ ràng như bà đánh giá thì cái năng lực nhân lực của mình nó không tăng như là mong đợi. Như vậy thì cái vấn đề những cái năm tiếp theo thì sẽ như thế nào? Liệu là cái mình sẽ phải đối mặt với những thách thức? Như chúng tôi đã nói thì bản thân chính phủ cũng đã nhận thấy điều này và cũng coi như ấy, cái nguồn nhân lực mà chưa bảo đảm ấy là một trong ba cái điểm yếu của nền kinh tế. Chất lượng nguồn nhân lực ở đây không chỉ là trình độ đào tạo, mà chất lượng nguồn nhân lực ở đây chúng tôi nói mấy cái ý là thứ nhất là cái nguồn nhân lực về quản lý. Đấy, các doanh nghiệp cũng cho rằng cần là hai cái nhóm nguồn nhân lực rất quan trọng, đấy là nhân lực về quản lý, bởi vì người làm quản lý là chính là cái người ra quyết định để mà kết nối các cái vấn đề trong sản xuất ở tầm doanh nghiệp cũng như là các vấn đề về kinh tế vĩ mô ở trên. Thứ hai là chúng ta cần một cái nhóm thứ hai rất quan trọng, đấy là lao động kỹ thuật. Lao động kỹ thuật chính là những cái người họ đưa được, họ truyền tải được những cái kênh, chính là những cái người họ đưa dẫn đến những cái ý tưởng, những cái giải pháp mới và phát triển vào. Và cái thứ ba rất quan trọng là chúng ta phải bảo hộ tốt cho toàn bộ cái lực lượng lao động và hỗ trợ tốt hơn với cái nhóm lao động được gọi là nhóm lao động yếu thế.